Trên dạng nẻo đường về phía quê hương, hàng triệu người Việt Nam ở nước ngoài đều muốn tìm lại những gì từng gắn bó, yêu thương. Sự trở về của một Việt kiều Mỹ sau 19 năm ly hương là đến với những cánh đồng, vườn tược trên khắp mọi miền đất nước. Cùng những cộng sự của mình, anh Nguyễn Hữu Nam đã lặn lội với những nông dân chân chất, cần cù trên từng mảnh đất đã nhiều đời nuôi sống bao thế hệ. Ước vọng của người con xa xứ đã được hình thành từ món nợ ân tình với quê hương, niềm tự hào và lòng tự tôn dân tộc ngay sau lần đầu trở về quê nhà vào năm 1989. Khi mà về đất nước Việt Nam thì thấy cái đồng bào Việt Nam mình và đồng thời người nông thôn họ sử dụng những cái mà sản phẩm không cho cái điều kiện thiên nhiên tốt cho sức khỏe. Người thứ hai là mấy mà già, sức khỏe thì điều đó thì không tốt, để sản phẩm nó không có được cái sự sạch sẽ và an toàn cho đồng bào Việt Nam. Thì bức xúc đó mới nảy nở ra những cái điều mà phải làm cho đất nước Việt Nam mình được cái gì và đồng thời giúp được cái gì cho Việt Nam nói chung và cái cá nhân của mình, để mình góp phần một tí thôi để cho giúp cái người Việt Nam và giúp đất nước mình nhiều hơn. Năm 1970, mới 15 tuổi, đã phải rời xa tuổi thơ êm đềm nơi quê ngoại ở Dĩ An, tỉnh Bình Dương để đi học ở Mỹ. Lúc trở về, anh muốn bù đắp cho tròn đầy tình cảm với người thân. Hạnh phúc khi còn người mẹ già để được chăm lo, phụng dưỡng, được sống với những người thân thương ruột thịt. Anh cũng bắt đầu một đoạn đường mới của cuộc đời ngay trên mảnh đất quê hương. Suốt 18 năm qua, anh đã mày mò học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất ở Mỹ để đưa phân bón sinh học Worldwide Enterprise Heaven Screen, gọi tắt là WEG, đến với bà con nông dân Việt Nam. Dù được giới chuyên môn công nhận cách nay hơn 10 năm, nhưng vài năm gần đây, sản phẩm phân sinh học hữu cơ này mới được bà con nông dân tin dùng khi đã cứu được các cánh đồng, vườn tược bị sâu bệnh hay bạc màu qua quá trình sử dụng các loại phân hóa học. Những mảnh đất không còn cho nông dân những vụ mùa bội thu như vườn tiêu ở tỉnh Đắk Lắk là một trong những thách thức công dụng của chế phẩm sinh học độc đáo này. Đồng cảm, sẻ chia và cố gắng giúp người nông dân đỡ bớt nhọc nhằn qua cơn khốn khó là tâm nguyện của anh. Anh hiểu, vực dậy sự sống cho những vườn tiêu cũng đồng nghĩa với việc giúp người làm vườn vượt qua sự mất trắng của một vụ mùa được chắc chiêu từ bao gian nan khó nhọc. Mấy năm nay thì bà con chúng tôi ở cái thôn này đã sử dụng rất nhiều các loại phân, coi như là hữu cơ rồi phân hóa học. Thế thì trong cái thời điểm gần đây thì các cái vườn tiêu của coi trong thôn thì chết rất nhiều. Thế mà nó chết thì nó có nhiều cái hiện tượng chết như bệnh chết vàng, bệnh chết rụng đốt, rồi bệnh chết xanh. Thế thì đã sử dụng rất nhiều các loại thuốc sâu. Đấy. Thậm chí coi như sử dụng cả những loại coi như là coi như không đưa vào cái hạng mục thuốc sâu, ví dụ như đổ cả dầu hỏa, rồi super acid, rồi vô pha tốc, rồi coi như các loại thuốc sâu bột no cap, thế nhưng cũng không cứu được coi như là những cây tiêu sống lại. Thế mà càng đổ thuốc thì lại càng chết mau hơn. Còn nỗi đau và tuyệt vọng nào hơn vậy với những người chỉ biết gắn bó và cậy trông vào đất. Lắng nghe và chịu khó cùng bà con tìm hiểu thực trạng của từng mảnh đất, anh Nam càng quyết tâm trên con đường cải tiến,
ứng dụng sản phẩm của mình ngày một hiệu quả hơn. Giấy tác dụng giúp cho đất tẩy lọc cao các chất độc hại, phục hồi độ phì nhiêu cho đất được tơi xốp, dễ hấp thu nước, chất dinh dưỡng để cây trái tốt tươi và đặc biệt là không độc hại cho môi trường, người, súc vật. Sản phẩm của anh đã được bà con chọn lựa để cứu sống cho cây. Cứ như mưa dầm thấm đất, bằng sự chân thành và quyết liệt, anh đã chứng minh cho người nông dân, nhà khoa học và đơn vị chủ quản về tính năng và hiệu quả của một chế phẩm phân sinh học được chế biến từ thảo mộc. Qua các cuộc hội thảo tại từng địa phương, anh thuyết phục mọi người bởi sự thông minh của chế phẩm phân sinh học này. Có thể chọn lọc, tiêu diệt những côn trùng có hại và làm sinh sôi những côn trùng có lợi cho đất, làm gia tăng năng suất, chất lượng cây trồng được xanh, sạch, an toàn. Anh thiết tha muốn được góp phần giúp nông dân có được một đời sống ấm no, sung túc hơn trên mảnh đất của ông cha để lại và xóa đi quan niệm tự bao đời ở nông thôn, làm lúa là chúa nghèo. Đâu dễ dàng gì thuyết phục được nông dân sử dụng phân sinh học khi mà thói quen xài các loại phân hóa học đã gắn liền cùng quan niệm miễn sao cây trái tăng trưởng được nhanh. Chỉ từ kết quả trên các cánh đồng lúa, vườn tiêu bị nạn tai, bà con mới dần hiểu được công dụng của việc sử dụng chế phẩm này đối với đời sống nhà nông và môi trường sống. Công ty cũng đã có cái hỗ trợ tôi một ít thuốc, thì bây giờ tôi cũng đã giữ được một số cây. Cũng là nó chết, nằm trong cái vùng chết mà nó đang đứng tồn tại, thì thứ nhất, đang thấy được cái thuốc nó đã hỗ trợ cho cái đất này, nó giảm được cái nấm bệnh và nó hỗ trợ tạo cho cái cây nó phát triển cái bộ rễ. Cây mà nó đang sống đây thì nó vẫn còn lại được, và ở trong cái vùng chết con là trắng thì tôi thấy được, có nghĩa rằng chất lượng của thuốc chúng tôi cũng rất muốn như thế, giảm cái sức lao động của mình mà cũng là giảm cái chi phí để tìm ra được cái giải pháp tốt nhất tạo cho người nông dân, tạo cho bà con chúng tôi ở những cái vùng nông thôn làm cái vườn đạt kết quả. Chỉ qua thực tiễn, mọi chân giá trị của cuộc sống mới được khẳng định. Dân làm vườn ở ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đều biết đến một vườn trái cây luôn xum xuê những bưởi, quýt, cam ngon lành qua bao mùa mưa nắng. Chủ vườn cho biết vườn cây đã gắn bó với loại phân sinh học quét này trong hơn 10 năm qua. Cái vườn này có trên 30 năm. Trước kia thì chưa xài phân quét thì tôi xài phân hóa học, thì cái hiệu quả nó không có tốt như phân quét bây giờ. Phân quét bây giờ cho cái khả năng, cái hiệu quả là trái to, trái tốt và có vị ngọt hơn là những cái vườn mà không có cho, mà sử dụng phân quét. Rồi dần dần bà con vòng vòng thấy có cái kết quả tốt, người ta cũng mua về người ta sử dụng thì người ta cũng rất thích. Từng tốt nghiệp về thiên văn học, tinh học, có cơ ngơi làm việc và một cuộc sống khá giả tại Mỹ, anh Nam lại dành nhiều thời gian, công sức và tiền của cho quá trình theo đuổi ước vọng của mình. Giờ đây, bà con nông dân đã biết đến và quen dần với việc sử dụng phân sinh học và có cơ hội làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Điều đó làm anh vui, thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn và thấy mọi thăng trầm đã qua bỗng trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Bước vào tuổi 53, anh càng nhiệt thành, sung sức và phấn khởi với những dự định nhằm đưa chế phẩm sinh học này đến với ruộng đồng ở khắp mọi miền,
góp phần làm sạch xanh môi trường và làm giàu cho người đổ mồ hôi với đất. Đã đến lúc thấy người không phụ tấm lòng mình, anh bắt đầu triển khai sản xuất trong nước thay vì chỉ nhập sản phẩm về từ Mỹ. Anh muốn tổ chức và phát triển sản xuất ngay tại quê nhà, nơi mà anh đã chào đời và gắn bó bao kỷ niệm thời niên thiếu. Vừa triển khai sản xuất để kịp phục vụ cho nhu cầu hiện nay của bà con, anh tiếp tục đầu tư cho một nhà máy mới đúng tầm mức tại tỉnh Bình Dương với dây chuyền công nghệ khép kín hiện đại. Cuộc hành trình khá dài so với cuộc đời một con người đang đi dần đến đích. Từ năm 1995, khi Bộ Quốc phòng đồng ý cho làm thử nghiệm và được Hội đồng Khoa học Quốc gia công nhận, nhưng do nhiều nguyên nhân, sản phẩm phân sinh học của anh vẫn chưa có điều kiện ứng dụng rộng rãi trên đồng ruộng Việt Nam. Năm 2004, trở lại quê hương với quyết tâm đưa bằng được sản phẩm phân sinh học đến với ruộng vườn Việt Nam, anh đã có dịp cứu lấy hàng chục hecta lúa bị bệnh vàng lùn xoắn lá để bắt đầu khẳng định được thương hiệu. Giờ đây, từ nhà máy, sản phẩm phân sinh học quét đã đủ tự tin để có thể đến với những cánh đồng theo suốt chiều dài đất nước. Thiện ý của anh và hiệu quả của sản phẩm phân sinh học đã được các nhà nông chấp nhận. Buổi sơ kết giữa Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh với bà con nông dân qua hai vụ lúa thử nghiệm bón phân sinh học đã khẳng định đất tơi xốp hơn, với bộ rễ nhiều, ăn sâu, khả năng đề kháng mạnh, lúa trổ tập trung, hạt no tròn và ít lép. Tiếng lành đồn xa, bà con bắt đầu dùng thử loại phân sinh học này theo hướng dẫn trong suốt quy trình trồng lúa. Hạt lúa giống được ngâm trong nước có pha thuốc theo tỷ lệ, sau đó được vớt ra và ủ trong một thời gian nhất định. Trước khi gieo xạ, đất được xịt thuốc để tơi xốp, mở màu, diệt côn trùng gây hại và có khả năng kháng sâu bệnh. Bà con yên tâm vì chế phẩm này đảm bảo an toàn cho người sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường sống và cho những cây trái năng suất cao, sạch và xanh. Nỗi nhọc nhằn, vất vả của nghề nông sẽ nhẹ bớt phần nào khi đỡ phải thấp thỏm, âu lo với dịch bệnh. Bà con nông dân ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã sử dụng thành thục chế phẩm phân sinh học trong mùa vụ của mình. Đất được xịt thuốc 2 lần trước khi xạ và khi cây lúa mọc được 2 tuần. Không chỉ giảm 50% chi phí cho phân bón, bà con còn được yên tâm khi từ nay có thể sống trên chính mảnh đất của ông cha để lại với những vụ mùa bội thu. Nông dân càng nhẹ lòng hơn bởi những sản phẩm từ đất sẽ không còn ẩn chứa nhiều tai họa cho con người khi được nuôi lớn từ các loại phân hóa học. Như bao nhà nông khác, anh Nguyễn Văn Biên cảm thấy yên lòng về thành quả lao động của mình. Ai đã từng đổ mồ hôi công sức vào đất đều trông mong những cánh đồng lúa hực vàng trĩu hạt để cuộc sống được sung túc ấm no. Là một nước nông nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có quyền hy vọng vào khả năng vươn xa trong xuất khẩu nông sản các loại, đặc biệt là mặt hàng gạo. Những cánh đồng ở một số địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long như Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Đồng Tháp được bà con sử dụng phân sinh học quét qua mấy mùa vụ xuân hè, hè thu đều kháng được rầy nâu và cho tín hiệu lạc quan về năng suất cây trồng.
chế phẩm sinh học này đang khẳng định tính năng vừa cải tạo, bồi dưỡng đất, vừa điều tiết tăng trưởng nhằm tích cực bảo vệ môi trường, phẩm chất nông sản được an toàn dài lâu cho người sử dụng. Qua cái thực hiện cái mô hình này thì chúng tôi thấy nó có hiệu quả, do đó mà trong cái hướng sắp tới đó thì chúng tôi cùng với cái hội nông dân của địa phương, các địa phương chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này ra để giúp cho bà con tăng năng suất, thu lại cái lợi nhuận, đồng thời là đảm bảo cái môi trường cũng như là sức khỏe cho cộng đồng. Thông qua hệ thống đại lý đang bắt đầu được hình thành, mạng lưới phân phối sẽ đưa sản phẩm phân sinh học đến tận nông dân với một giá cả đồng nhất, ổn định. Đại lý Hồng Đức ở tỉnh Vĩnh Long được bà con địa phương và các tỉnh lân cận Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai tìm đến ngày càng nhiều hơn. Tôi hy vọng là sau cái vụ đông xuân 2007 này, với cái kết quả thu được á, thì cái hay của sản phẩm này á, là theo như bà con nói lại á, là nó cải thiện được cái chất lượng nông sản và nó thay thế được cho 50% phân hóa học hiện tại. Chứ mà chỉ biết là phân hóa học nó giá nó ngày một leo thang như thế này á, tôi hy vọng là sau năm 2007 này cái sản phẩm này nó sẽ lan tỏa khắp cái đồng bằng sông Cửu Long này. Tại các hội nghị cấp quốc gia với những chuyên đề về cây trồng, rau sạch đều có sự hiện diện của anh Nam. Báo cáo khoa học của anh luôn thu hút sự quan tâm và tạo được ấn tượng tốt nơi người tham dự, từ hiệu quả rất thuyết phục của sản phẩm và từ ước mơ đầy tâm huyết của mình. Tôi cũng được biết là cái sản phẩm này là đã vào Việt Nam từ lâu rồi, thế nhưng bây giờ đang trở lại. Thế và bước đầu cho thấy là thể hiện rất là rõ và rất đông đảo bà con nông dân từ Nam tới Bắc là quan tâm. Qua các cái kết quả phản ảnh của các cái đơn vị mà người ta đã khảo nghiệm trong nhiều năm qua đấy, ví dụ như hệ thống khuyến nông của Hà Tây hoặc là của thành phố Hồ Chí Minh, thế rồi là của viện Esmat và người ta làm về cà phê, thế rồi trường đại học nông nghiệp 1 là người ta làm về một số rau, đặc biệt là cái salad, thì thấy là tốc độ sinh trưởng của cây trồng là rất là tăng nhanh. Ở cái chè hoặc là ở cà phê đấy thì người ta thấy là tốc độ sinh trưởng phát triển tốt và đặc biệt là cái độ bền vững, và tính ra hiệu quả kinh tế là như vậy là rất là cao trong những công thức làm thí nghiệm. Và tôi cho rằng là nếu mà một cái sản phẩm nào mà tác giả người ta uống nhiều lần công khai thế thì mà lại có hiệu quả thì rất là đáng khuyến khích. Đã vượt qua được những gian nan, với anh Nam, con đường phía trước dù vẫn còn nhiều thử thách càng trở nên sinh động và thú vị hơn. Tôi mong muốn là sản phẩm phân sinh học web này sẽ mang tới người nông dân Việt Nam cũng như đất đai, và đồng thời cái điều đất đai của ông tổ tiên chúng ta để lại. Chúng ta phải bảo vệ cái đề sinh thái, và đồng thời cái đem cái phồn thịnh lại và cuộc sống cho người nông dân mình. Và đồng thời mình phải làm như thế nào cho thế giới biết được cái sản phẩm phân sinh học web này, và không phải là sản phẩm web không, mà đất nước của chúng ta có những sản phẩm tốt và chất lượng tốt cao mình sẽ xuất ra cho quốc tế, để quốc tế biết rằng đất nước chúng ta là chúng ta xài sản phẩm đều phải sạch và bảo vệ môi trường. Cuộc sống sẽ ra sao nếu như con người không còn biết ước mơ để lạc quan, nỗ lực và hy vọng? Ai cũng có quyền mơ ước, và khi cố gắng hiện thực hóa nó, mỗi người sẽ tạo nên ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình, cho người thân, đồng thời cho vẻ đẹp của cả cộng đồng. Mong sao những ước vọng xanh sẽ lan rộng, bay cao giữa cuộc đời này.